Bốn điều kiêng kỵ bắt buộc phải biết khi xây nhà mới để tránh vận hạn điềm dữ cho cả gia đình. Thứ nhất, vị trí xây dựng. Trước khi xây nhà, việc chọn mua đất xây nhà là việc rất quan trọng. Khi mua đất, ngoài những tiêu chí về giá cả, pháp lý, khu dân cư đông, vân vân, thì bạn nên quan tâm đến vị trí của mảnh đất đó, tránh những vị trí sau. Không nên xây nhà ở đầu hẻm núi hoặc chân núi. Đây là vị trí có nhiều nguy cơ gặp lở đất hoặc lũ cuốn. Địa thế có thể đẹp, nhưng chất đất thường không tốt, dẫn đến móng yếu, khả năng sạt lở cao. Không nên xây nhà ngay sát đường cái hoặc xây nhà tận cùng con đường. Về khía cạnh dân sinh, nhà gần đường cái không được an toàn bởi lưu lượng giao thông hàng ngày lớn. Nhà trong ngõ không có chỗ thoát hiểm cũng không an toàn. Về phong thủy, nhà ở đường cái sẽ bị nhiều luồng tạp khí bên ngoài lưu thông vào, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Còn nhà trong cùng của ngõ hoặc đường còn gọi là bí thế, tức là thế cùng, không đẹp. Không nên chọn mua đất gần các đền chùa, miếu mạo, nhà thờ hay nghĩa địa, nhà tang lễ. Đây là những nơi có nhiều âm khí hoạt động, hoàn toàn không tốt cho các thành viên sinh sống. Những điều kiêng kỵ khi thiết kế nhà mới đó là không nên chọn những vị trí bị cô lập, bao vây bởi quá nhiều nhà cao tầng. Điều này sẽ làm cho không gian sống bị thiếu không khí, thiếu ánh sáng. Tuy nhiên, cũng không nên xây nhà quá cao, tạo nên thế chênh vênh so với xung quanh. Phong thủy nhà kiểu này có thể mang lại nhiều bất an trong tinh thần của gia chủ. Tránh trồng các cây to cổ thụ hoặc cột điện trước cửa nhà. Theo phong thủy, việc này sẽ làm cản trở dương khí vào nhà, gây tích tụ âm khí bên trong nhà. Nếu muốn trồng cây trước cửa, hãy tránh lối ra vào hoặc chọn những loại cây mảnh mai hoặc cây thân leo là tốt nhất. Tránh để cổng nhà mình đối diện với góc nhà khác. Góc tường nhà khác chĩa vào nhà mình mang đến nhiều bất lợi. Nếu góc tường hướng về bên phải nhà sẽ gây hại cho phụ nữ trong nhà. Còn góc tường hướng vào bên trái sẽ mang đến xui xẻo cho đàn ông. Không xây nhà trên các mảnh đất lồi lõm, không vuông vắn. Mảnh đất khuyết, không đầy đặn thường bị coi là đại hung. Xây dựng trên thế đất đó dễ ảnh hưởng đến sự hoàn hảo trong gia đình. Thứ hai là dáng nhà. Khi xây dựng nhà ở mới, dáng nhà cũng là một vấn đề cần phải lưu tâm. Một dáng nhà đẹp có thể phần nào cải hóa được thế đất xấu. Ngược lại, dù thế đất tốt nhưng dáng nhà phạm vào đại kỵ phong thủy thì vẫn mang đến những điều xui xẻo cho gia chủ. Chính vì vậy, khi xây nhà mới, cần lưu ý những vấn đề sau về dáng nhà. Không nên xây các căn nhà có hình dáng của dao hoặc súng. Với kết cấu này, gia chủ có thể gặp nhiều tai họa, những thành viên trong nhà cũng gặp bất lợi. Nếu đã lỡ xây nhà có hình dáng như vậy, hãy dùng gương lồi hoặc lõm để hóa giải. Có thể sắp đặt gương ở những vị trí đối ứng của căn nhà. Gương có tác dụng khúc xạ sẽ làm suy yếu đi những ảnh hưởng không tốt của dáng nhà. Nên xây nhà hình chữ nhật hoặc hình vuông. Không nên xây dáng nhà hình tam giác, góc cạnh, khuyết góc. Trong phong thủy xây nhà ở, hình tam giác mang đến sát khí nặng, dẫn đến hao tài, thị phi cho chủ nhà. Nếu không thể xây nhà hình chữ nhật hoặc vuông, hãy thiết kế sao cho phần đuôi nhà rộng hơn, còn gọi là nở hậu so với phần trước nhà. Dáng nhà này có thể mang lại nhiều tài lộc trong làm ăn và kinh doanh. Không nên xây nhà hình rẻ quạt vì hình dáng nhà này gợi lên sự vất vả, lênh đênh cho gia chủ. Hình dáng chữ bát lại mang đến rủi ro về tính mạng. Chữ hỏa khiến luồng sinh khí trong nhà bị tiêu hao. Nếu nhà có nhiều nhà nhỏ nối liền với nhau thì nên xây cao thấp ngang nhau,
không nên để chênh lệch. Nếu nhà trước cao, nhà sau thấp, dễ hại đến vợ con. Ngược lại, nhà sau cao hơn nhà trước, dẫn đến mê muội, thiếu sáng suốt. Hoặc ở giữa cao mà xung quanh thấp, có thể dẫn đến vợ chồng bất hòa, gặp nhiều thị phi. Ngoài ra, trong dáng nhà còn có kiểu chân tường yếu. Đây là kiểu nên tránh, bởi gia đình có thể gặp tai ương, suy vong và rất nhiều các vấn đề khác. Thứ ba, kết cấu nhà. Để có được một căn nhà hợp phong thủy, cần chú ý đến những điều kiêng kỵ khi xây nhà, làm nhà, cụ thể là kết cấu của căn nhà. Tránh phạm phải những điều kiêng kỵ khi xây dựng nhà ở sau. Lưu ý về số phòng trong nhà và số bậc cầu thang. Thông thường, những số lẻ như 1, 3, 5, 7, 9 sẽ mang đến nhiều điều may mắn, tốt đẹp. Đây là những con số mang đến vận khí tốt, được bề trên phù hộ nên sẽ gặp nhiều suôn sẻ trong cuộc sống. Ngược lại, con số chẵn là con số không tốt, ám thị những điều xui xẻo, có thể bị quấy phá, gây lục đục trong nội bộ gia đình. Số bậc cầu thang cũng phải được tính toán theo sinh, lão, bệnh, tử, sao cho bậc cuối cùng rơi vào chữ sinh là tốt nhất. Kiêng kỵ khi làm nhà cửa là cửa chính không nên xây quá lớn, như vậy sẽ khiến cho nhanh hao tài, tốn của. Nhưng cũng không được xây quá nhỏ, sẽ làm vượng khí khó vào nhà, xui xẻo không thoát ra được. Ngoài ra, cửa chính cũng không được đối diện nhà vệ sinh hay nhà bếp. Tường nhà bao quanh không nên xây quá cao, vì cũng gần giống như xây cửa chính quá nhỏ, tài lộc, vượng khí rất khó để vào nhà. Thêm vào đó, nên xây tường thật vững chắc, tránh trường hợp vận khí bị suy yếu. Khi thiết kế mái nhà và chân nhà nên lưu ý, mái hiên tránh làm hình nhọn, mái nhà không nên nối liền với các mái xung quanh, trần nhà không vẽ tranh ảnh có nhiều góc cạnh. Nếu ốp trần, nên chọn các loại vật liệu bằng gỗ có dương tính như cây san, mai hay tùng. Thiết kế phòng khách phải thật thoáng đãng, có tầm nhìn xuyên suốt căn nhà. Nếu nhà có nhiều hơn một phòng khách, thì phải đảm bảo diện tích các phòng khách đó không bằng nhau mà nên có sự chênh lệch. Phòng ngủ tránh tuyệt đối không được đặt phía trên ban thờ. Phòng bếp và phòng vệ sinh cũng cần được nghiên cứu để sắp xếp sao cho hợp phong thủy nhà bếp và hài hòa với tổng thể kết cấu của căn nhà nhất có thể. Tránh phạm phải những điều kiêng kỵ trong thiết kế nhà. Thứ tư, màu sắc nhà. Chọn màu sắc cho căn nhà là khâu quan trọng để hoàn thiện và trang trí căn nhà, khiến ngôi nhà đẹp hơn và sang trọng hơn. Lựa chọn màu sắc không chỉ cần phù hợp với sở thích mà còn cần hợp với thiết kế, nhất là phong thủy của căn nhà. Sau đây là một số kinh nghiệm trong lựa chọn màu sắc cho căn nhà hợp với phong thủy nhất. Để chọn được màu sơn phù hợp, tốt nhất nên dựa vào ngũ hành tương sinh, tương khắc. Những màu hợp mệnh đó là mộc hợp với xanh lá, thủy hợp với màu đen, hỏa hợp với màu đỏ, thổ hợp với màu nâu và kim hợp với màu trắng. Từ đó, có thể suy ra màu sắc tương khắc mà gia chủ không nên dùng để sơn nhà. Nếu nhà có thiết kế mái ngói, nên chọn ngói màu đỏ, không nên chọn màu xanh vì màu này mang nhiều âm khí, ảnh hưởng đến tổng thể phong thủy của cả căn nhà. Ngoài ra, màu của trần nhà nên thiết kế nhạt hơn màu của tường xung quanh. Như vậy mới giúp cho gia chủ được khỏe mạnh, tránh gặp tai nạn hay bệnh tật, đau ốm. Ngoài những điều kiêng kỵ trong xây nhà căn bản đã nêu ở trên, bạn cần lưu ý thêm những điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở. Xây nhà kiêng gì thì nên tránh, nếu không có thể làm ảnh hưởng đến sự may mắn của gia đình sau này. Luôn đảm bảo an toàn cho công nhân xây dựng. Khi xây dựng, nếu có tai nạn hoặc chết người, sẽ mang đến điểm rủi, xui xẻo
cho căn nhà đó. Vì vậy, cần phải bảo đảm an toàn lao động khi xây dựng. Không để thợ xây vắt vẻo trên giàn giáo, rất dễ tai nạn. Kiêng kỵ khi làm nhà theo phong thủy là không được để có vong lưu lại căn nhà. Ban đêm, tránh cho phụ nữ đi qua lại công trình xây dựng. Vào ban ngày thì kiêng để phụ nữ xõa tóc, đi lại là một trong những điều kiêng kỵ phong thủy xây nhà mới mà bạn nên lưu tâm. Trước và trong giờ xây dựng, không được uống bia rượu, chất kích thích. Việc này có thể ảnh hưởng đến an toàn của công nhân, vừa có thể gây ra nhiều lỗi sai phạm khi xây dựng. Không cho phép thợ phụ dẫn phụ nữ, con gái đến công trường trong giờ nghỉ. Việc làm này có thể mang đến xui xẻo, làm tăng âm khí cho căn nhà. Nhiều người thắc mắc, đang có tang có xây nhà được không? Nên kiêng xây nhà khi có tang, bởi trong nhà có người chết là việc xấu. Quanh nhà sinh ra rất nhiều âm khí. Việc xây dựng nhà lúc này dễ gặp nhiều bất trắc, rủi ro. Vì thế, để an toàn, nên kiêng kỵ xây nhà lúc này. Trên đây là những điều kiêng kỵ trong xây dựng nhà cửa và các thông tin khác về phong thủy kiêng kỵ trong xây nhà. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích, giúp các bạn nhận biết và tránh được những điều kiêng kỵ khi làm nhà mới, nhằm mang lại sự may mắn, hưng thịnh, đẩy lùi những rủi ro có thể có trong căn nhà bạn.